nãy giờ tao nghe, tại vì làm vừa làm công chuyện mà tao thấy nó vô là tự nhiên tao ngứa đầu. Nó kỳ cục, nó kỳ cục vậy đó. Nói bây giờ mình nói nôm ra cái từ xưa giờ bố con mình làm những diễn đàn á thì bố thấy cũng vui, nhưng mà cái chủ đích của mình mở diễn đàn là mình muốn nói cho những người nào họ thích nghe nói, có nghĩa là những người nào họ cảm thấy phù hợp với họ, họ cảm thấy phù hợp. Chứ còn những người cực đoan giống chị Sinh Bùi thì mình miễn bàn, mình không cần bàn. Bởi vì mình không cần phải bà bàn lại đó. Cũng giống như có mỏ khó một cái like mà muốn nói với con là có nghĩa là khi đầu họ đã bị nhuộm đen rồi thì buông đời. Nó buông đời. Và có thể nói một cái lấy ví von một cái câu của Bác Hồ nói là trồng cây thì có 10 năm thôi, nhưng mà trồng người tới 100 năm là 100 năm. Cái hàm ý của câu nó rất là tuyệt vời. Sao là mình nghĩ là mình thấy đúng. Có nghĩa là mình không thể nào mình gội rửa cái tư tưởng cực đoan nằm ở trong cái câu chuyện. Chỉ có nó chết đi mai ra thì nó sẽ sạch. Và cái thế hệ con của nó mới đúng nghĩa theo bản chất con người. Ở đây thì mình nói như vậy, có nghĩa là khi mình mở diễn đàn ra, những người nào đang lưỡng lự ở 50-50, đang đứng ở chính giữa, người ta không biết bên nào đúng, bên nào sai, thì mình có cái nhiệm vụ là mình truyền bá những cái gì đúng của đất nước mình đến cho họ. Nếu họ cảm thấy họ nghe được thì ok, còn nếu họ không nghe được thì nó từ từ nó cũng sẽ bị nhuộm màu đen giống y chang người khác sang mùi thôi. Hoặc là những người khác có một cái tư tưởng rất là cực đoan, tao không cần biết cộng sản là xấu, cộng sản là cái gì là đủ thừa hết, cái gì mà xấu hết, nhưng mà nó không biết là nó đang nằm trong một cái chỗ rồi rất là xấu xa. Nhưng mà nó không hiểu, nó không cần điều đó, nó chỉ cần biết là đủ, nó ghét là nó như vậy. Đủ mẹ ô nhiễm môi trường, hối lộ các cái là thằng Mỹ là chúa trộm, đủ mà nợ cũng chúa trộm, in tiền quá lạm phát thì bây giờ lạm phát quá trời cũng là chúa trộm, mắc nợ cũng chúa trộm, rồi sụp đổ kinh tế cũng chúa trộm. Đủ bây giờ nó làm riết thành là bây giờ Trung Quốc nó nổi lên đó. Đó là lý do tại làm sao nước Mỹ mà nó không chấp nhận cái vậy đó. Cực kỳ cục xảy ra bởi cái chuyện trước mắt xảy ra mà cả thế giới đều chấp nhận điều mà nó không chấp nhận. Và đổ thừa Trung Quốc lừa hả? Và đổ thừa là bị Trung Quốc lừa. Tôi hỏi mày cái này nè, đủ má cho mày coi để có đủ thừa là không. Con nhỏ này là con của vị phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã tham dự cái ô tô show của các hàng Việt Nam VinFast và coi nó phát biểu cái gì. Mình nghi ngờ hoặc là mình 50-50, mình không cần cho là cô này là gì không biết, nhưng mà mình đúng rồi, cái điều là một người Việt Nam ở nước ngoài và là MC một chương trình lớn của Suy Nghe và có thời gian là ông bà cô này là con ruột nha của một vị phó tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, ta nói vậy đúng không? Thì bây giờ ta cho tụi bay nghe thử cô ấy phát biểu gì ngay tại cái lễ khai mạc của các thằng VinFast ngay chỗ Los Angeles. Ok. Rồi mày cảm nhận sao của câu chuyện mà tin không tin quyền của mày, tâm cần quan trọng chuyện đó. Ok. Đúng rồi. Giờ tao coi thế, bây giờ rồi ok, tao coi nó nằm chỗ nào đâu. Đây. Đây từ. Rồi, ok, đây là cái nghe. Ngày hôm nay tại LA Auto Show chúng tôi gặp MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Thì đầu tiên hết đó là chị có thể cho biết nhận xét của chị về cái vẻ bề ngoài của xe khi mà chị đã tham dự trong cái ngày hôm nay, mà đặc biệt đây là cái xe là những cái xe đầu tiên xe điện đầu tiên ra mắt tại Mỹ này thưa chị. Phải nói rằng cái đầu tiên, cái ấn tượng đầu tiên là cái đèn của cái xe, và nhất là khi nghe ông CEO ông nói rằng là cái đèn là hình chữ V for Việt Nam, chữ V rồi chạy dài for Việt Nam, for VinFast, thì tự nhiên Kỳ Duyên cảm thấy rất là hãnh diện, tại vì rất khó mà mình nghĩ là Việt Nam có một cái xe ở LA Auto Show, là một cái auto show ở quốc tế, mà cái xe rất đẹp và rất hiện đại, không thua gì những cái xe mà mình thấy ở đây. Và chỉ như vậy thôi là mình đã thấy hãnh diện rồi. Hơn nữa là chiếc xe là về electric, và Duyên thì Duyên rất gọi là quan tâm về những cái vấn đề về môi trường, nhất là mình có con. Thì mình cũng muốn rằng là không phải là mình xài xong quả đất này, mình cứ xài rồi mình đi rồi mình phủi tay. Và Duyên rất thích cái chiều hướng là về cái electric car. Yes. Một cái vấn đề thực tế đó là, thưa chị, đó là thường thường ngay cả người Việt Nam của mình cũng có một cái tâm lý đó là vòng ngoại. Tức là
dùng cái xe đó nhiều khi không để ý tới cái chất lượng nhiều mà tới cái nhãn hiệu của nó, như cái hãng danh tiếng. Thì chị nghĩ vấn đề đó như thế nào? Chị nghĩ là bất cứ cái tư duy gì mình cũng có thể thay đổi được. Vọng ngoại hay vọng nội thì Dung nghĩ nó là về do cái sản phẩm thôi. Nếu mà cái sản phẩm nó tốt và nó cũng cái quality, cũng như là những chiếc xe làm mà như VinFast nãy giờ lên nói chuyện, là Dung thấy cái team làm đằng sau toàn là những cái người có rất nhiều kinh nghiệm trong các thứ lĩnh vực của những chiếc xe quốc tế, Dung không nhớ các thứ tên, nhưng mà như vậy Dung cảm thấy an tâm. Và nếu mà mình làm chiếc xe cũng tốt hoặc tốt hơn những chiếc xe khác thì tại sao mình không ủng hộ xe của người Việt Nam làm, công ty Việt Nam làm? Dung nghĩ là rất là hãnh diện. Tuyệt vời, quý vị, tới đó là MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà chúng tôi gặp tại buổi ra mắt xe VinFast trong ngày hôm nay tại LA Auto Show 2021. Rồi. Mày dạ. Đâu rồi? Như vậy là cũng nghe đầy đủ. Đang nghe. Còn cái chuyện không? Đó dạ. Thì đâu ta hết rồi thâu chứ. Mắt có còn đâu nữa. Còn đâu nữa mà bảy. Khen nhiêu đủ rồi. Đó, có nghĩa là như vậy để nó để cho chứng tỏ cho người Việt ở Mỹ và bà nói một cái về tiếng Pháp chút xíu thì xong có nghĩa là vậy. Những người mà như là ông nghĩa thằng Bùi hay kia này về giai cấp nha, thì bằng nó chuyện gì người không, về độ giàu có bằng không, nhà cửa bằng nó không, về danh tiếng cái bằng nó không. Bà nó đã xác nhận cái điều đó, ý bố muốn nói đưa lên là mình mới nói là có một người đại diện ở đây, chẳng phải là đại diện, quên nữa, đại diện không đại diện, nhưng mà một người có một cái sự danh tiếng, rồi nó có tính cách là chuẩn mực đi, đại khái vậy. Nó cũng từng là MC của tiếng Nga Paris, cũng là một cô đại khái gì cũng về Việt Nam làm ăn, rồi cũng đủ thứ trên đời đấy, thì cũng bà ở đang sinh sống tại Mỹ và đã phát ngôn vậy. Đó là nói gì thì nói, cái cả nước Việt Nam mình cũng đều biết là MC Kỳ Duyên, đúng không? Còn chuyện đầu tư của ta không mà, ta không bàn chuyện đó. Bố không quan tâm bố đó. Hả? Bố gì? Bố gì? Vụ gì? Con nói nghe nè. Sau khi cái live show đó diễn ra đó thì bố nhìn cái hình ảnh này nè, có thấy quen giống như những ai ở bên đó không, khi họ nhìn về cái auto show đó? Giống không? Mày kỳ quá, được, con mắt hờn ghen, được quá, con mắt ghen hờn ghen, mày bệnh quá hờn ghen. Mày làm tao thì kỳ cục quá, rồi tao đang nói ngồi chứ. Thì rồi ok, thì những thì kỳ cục quá, chơi kỳ quá, được. Chứ gì nữa? Đồ quỷ sứ. Mày làm mày cắt luôn, mày tao cười, tao quên mẹ nó mất cái luồng tư tưởng của tao à. Thôi tao nói tiếp chút xíu. Thì những năm trước thì bố không quan tâm nhiều lắm, nhưng mà phải công nhận là cái năm năm nay, đầu năm 2021, từ tới bây giờ tháng 11 rồi, thì Việt Nam mình bứt phá có nhiều, là có những cái tiếng nói trọng lượng, rồi có những cái về vấn đề phát triển kinh tế, rồi xâm nhập thị trường của Mỹ là kia, tao thấy là vượt trội và đánh đồng cả thế giới đều ngạc nhiên. Nói thẳng là cả thế giới đều ngạc nhiên. Thì tao cũng mới post lên cái chuyện mà được Việt Nam được bầu vào cái diễn đàn của cái tụi UNESCO, là mình phê bình những cái chỗ nào, những đất nước nào được quyền vinh danh, thí dụ vậy, UNESCO mà vinh danh. Thì Việt Nam mình ngồi trời, cái ghế nó quan trọng lắm mẹ ơi, cái ghế nó ghê gớm lắm. Đó. Đúng rồi bố. Nghe nhiều cái mà mình cảm thấy là Việt Nam mình quá ư là tự hào, nó hẳn là vậy. Cái mới nhất mới diễn ra ngày hôm qua là VinFast là ta không nói, còn được bầu vào cái ủy ban của UNESCO rồi bây giờ đó. Trong khi đó Việt Nam mình nó có chân vào trong cái lực lượng Interpol và toàn cầu, cái là lực lượng cảnh sát toàn cầu, thì ngược lại thằng Trung Quốc là không được. Đồ mày thấy không? Ta cũng bớt lên luôn rồi đó, có nghĩa là thằng Trung Quốc không ai chịu chấp nhận. 20 nước là không chấp nhận Trung Quốc vô mà chấp nhận Việt Nam vô. Tất nhiên là Việt Nam mình có quyền yêu cầu, ê bắt đó tôi nghe nó ăn trộm vô cái quần của tôi, nó nghe rồi thì là nó vô bất cứ ở nước nào thì cũng có quyền, nhưng ngược lại thì Trung Quốc không có quyền, đã là vậy, đúng không?
gì đây. Đó, thì Việt Nam mình được trong quá năm nay nè, nó rõ ràng là nó về các bạn phát triển về đất nước Việt Nam mình quá hời, quá lời và quá mình quá tự hào. Tao chỉ buồn cái là tao nghe nói thì tao không dám coi, bị đá banh thua mấy trận liên tiếp mà tao không coi. Tao nói mày rồi, tao coi là thắng tao mới coi, thua là không bao giờ coi. Tao dòm thôi, tao nghe thua thua cái đồ mà anh trai thầy bác cái đồ mà khóc rớt nước mắt là tao là thôi ghê quá đi chứ khác chơi tao tao quốc coi thắng tao mới coi. Thì nói về vấn đề thương trường quyền đề quốc tế đó, thì Việt Nam hồi năm nay là được lợi nhiều, nói chung là vậy. Còn mình không miễn bàn đó cái chuyện mà những người mà thuộc diện chống động cộng đoan đi, bởi vì tao đã nhắc lại một lần nữa, họ có đầu của họ mà nó nhuộm đen rồi thì buông đời. Tao nhắc lại là chỉ 100 năm sau khi con người của nó bị tàn phai rồi xuống lòng đất đó, thì thế hệ sau thì mới vậy thôi. Bởi vậy đó là một AQ là hai để thấy là những chuyện này không đáng nói, không đáng để mình nhắc tới chứ đừng nói cái điều mà lâu lâu nó xuất hiện thì mình thấy cũng có vui chút xíu. Mày mở lắp nó đi mà mốt có vô nữa có cớ để mày, mà ta tính nói có nói thì mới nói, không có nói là nói cho ai nghe, tại vì đó là nhiều khi có nói nó cho nó sôi máu lên phải không, thì nó nói lại kia. Bây giờ ta nói ra những chuyện mà thí dụ như là tham nhũng nước Mỹ nè, nói chung là tất từ tật cái xấu của nước Mỹ cho nó nghe, nhưng mà mình lắp mẹ rồi đâu nói là bị được, nó đâu nghe đâu nói đồ khổ vậy. Ta sẽ đưa ra thì giờ ta muốn hỏi, hôm qua ta buồn ta ngồi tao bớt lên mấy bức hình là trong chiến tranh Việt Nam mình đó 14-15 tấm nhiều lắm, cả ngàn tấm lên, nhưng mà tao bớt đại cái tiêu biểu người đó, người ta mới đánh cho hỏi, tao hỏi là các vị các người qua đất nước tôi là làm cái gì, trong khi đó thì rồi hỏi có trả lời tao được không, chẳng là trả lời được cái chân trời, mà chẳng có bà nào vô mấy anh trai tấn cộng không, anh trai đều vô, mày chỉ có phe ta nói rồi kia cái thôi chứ thấy mấy kia trả lời cho tao đây dùm thử chẳng bao trả lời mà trốn mẹ bắt tiêu trên trời. Bây giờ nó khó vừa tao hỏi khó đó, tôi tập đưa bức hình tao hỏi ê cái thằng tụi mày có mấy cái bức hình này ai làm vậy, rồi mày trả lời tao với ai đủ, nó sẽ nói cho mày nghe thôi, chuyện cũ đi bỏ qua đi lâu lắm rồi cha. Được đại khái là vậy mà biết trước không được mày, có cũ có trước mới có sao phải không, rồi xong bắt đầu mình mới tiếp chuyện nói vậy đó. Tao giờ thằng nào vô tao cũng đưa mấy hình ở đại tương á, đồ má hỏi trả lời tao đi, xong rồi tao mới nói chuyện. Đồ còn không nữa mày mới kiếm, mày muốn trả lời tao mày mới kiếm bức hình ngược lại, là mày kiếm mấy vị cộng mà nó bắn người dân á, hoặc là nó treo cổ hay làm những chuyện giống y chang vậy thì tao mới trả lời cho mày, không mà không kiếm ra rồi má tao chửi hoài suốt đời vậy đó. Sao phải không à, thì thì bố cũng cho con coi rồi, nói chung là thì cái gì mà đất nước mình làm được mà đi ra cái tao vui nhất là cái game ô tô show này thì nhưng mà tao trai hứa cho Phượng cho hứa sẽ chở tao đi, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái ngày khai trương, mà tao đi qua sao ngày khai trương thì cũng đâu có làm ý nghĩa gì đâu, thôi mình đã gì cũng là tốt rồi, vậy bữa nữa đó, tao sẽ đi qua bên tao đi tao chơi ok với anh Phượng thì thôi. Rồi ê, chào Lợi nha. Gì cười hoài, cái gì cười, không có cái gì cười, ánh mắt hờn ghen, ánh mắt hờn ghen, ánh mắt hờn ghen, ánh mắt hờn ghen, quỷ chứ, mày làm cười, đủ tăng nào chụp được, ủ quá, chỉ tăng tới nữa, tăng sao, nó tăng sao mà nó chụp được vậy, tao không hiểu nổi à, cái thằng quỷ quá nào cái mà nó chụp được ủ quá, ủ quá sẽ tăng tới nữa cảnh này, cái cảnh này là cảnh Tết nè, tao nghĩ là cảnh Tết phải không, cảnh Tết phải có mấy cái chậu hoa cái bên nè, chậu hoa nó bán cái bên này tức quá, tao không thì tao cũng thua nó luôn, thằng nào mà nó canh mà nó chụp được con mắt cười cười quá thôi ok. Đây Kỳ Giang nó gửi cho con không, Kỳ Giang á, Kỳ Giang gửi cho con vậy hả? Rồi vậy là Kỳ Giang bơ lúc này là Kỳ Giang đó, ta cũng thương nó một cách khác, bố lớn tuổi rồi bố cũng thương Kỳ Giang, bởi vì có đôi lúc á nó có vẻ sai lầm và nó nghe những cái mà nó cay những cái mà như là họ xuyên tạc quá nhiều, chứ là vì nó tưởng lầm vậy thôi, nhưng mà mình thấy nó lạ lạ là cho mình, nó ở trong nước mà nó đâu phải ở ngoài nước giống người ta đâu, ta ở ngoài nước thì ta có thể là ta hiểu lầm được, ta còn nói ta không biết được, còn nó ở trong nước mà, nhưng mà tại sao cái đầu của nó là vẫn nó có những cái thôi kệ, lâu lâu mình tắm rửa cho nó, hoặc là mình rửa não cho nó, hoặc là mình đưa hướng dẫn ra đi về một cái con đường gì đó mà mình cảm thấy nó thích nghe được thì nó nghe, nó cảm thấy là chú mày hoặc là bác mày như là ông cầm già kìa, ông bị già chứ, ông bị già này nói chuyện ok được thì nó nghe, từ từ nó sẽ mình sẽ cảm hóa nó được, anh đi giọng vậy
đúng không? Phải không Kiên Giang? À, chào Thắng Đạo ơi. Vậy đó, có gì đâu, mình thì giống vậy, kiểu như giống như kiểu ta hồi xưa ta cũng nhớ có một lần là mày biết bằng Lâm Giang Hà đây là ngày xưa cũng chống cộng cực đoan dữ lắm. Có một lần nó lên nó chửi tao đó, tao là hồi tao mới chơi cách đây 3-4 năm, tao mới chơi Facebook tao đâu có biết đâu, ta cho nó lên mà ta không biết sao đuổi nó xuống luôn. Lên nó chửi tao quá trời luôn, tao đủ tao lính quýnh, tao không biết làm sao cho nó xuống hết trơn á, đủ quá tao tắt like luôn, đủ quá buồn cười, rồi tao chỉ biết tắt thôi, tao không cho nó xuống, tao buồn cười. Thì bữa nay một đồ cười, cái bữa nay thì rất là dễ thương, anh hai cho em, mà em hồi xưa em không biết này kia, em nói bây giờ em mới nghĩ ra được cái điều anh nói là đúng, để khá vậy nó rất là dễ thương. Cách đây mấy bữa thì nó khoe, nó em được lên nhà cái bạn, em nói nó quá trời luôn, em chửi tôi nó quá trời, tao đâu có biết gì đâu luôn á, buồn cười lắm. Các tội nghiệp, để khá là vậy, có nghĩa là khi con người ta biết quay đầu đúng không, khi con ta đủ má mình cái hình mình cười hoài mày. Chứ kỳ vậy, rồi bên yên cười hoài thì mình chào đó thôi, thì cũng thì cười hoài cười rồi quá đáng mà cười thì ok, mà cười hoài thôi không có gì đâu. Tự không tự có bắt cười, có câu có câu câm mạnh vậy nè, phải công nhận ánh mắt của chú cuốn, ôi nó chiều mến tháng yêu. Thế mà các anh chị nói đây là ánh mắt của mấy người chống cộng. Chữ xỏ nữa, mệt quá. Xỏ xỉ. Thôi ok thì bữa nay đâu có chửi đâu. Tại vì rõ ràng không? Bố công nhận một điều này không nè. Bố công nhận gì vậy? Bố công nhận điều này không nè. Mỗi khi có một cái thành tựu kinh tế nào mà nó được xô ra đó thì chắc chắn nó sẽ có hai luồng, đúng chưa? Một luồng là vui mừng, một luồng là hãnh diện. Thì chắc chắn đâu đó cũng vẫn có một cái luồng ganh tị, đúng không? Ganh tị hoặc là ấm ức hoặc là hờn ghen. Thì cái ánh mắt này nó tượng trưng cho cái đó thôi. Còn ai mà ganh tị, ai hờn ghen thì tự người đó hiểu, đúng không? Nhưng mà cái đó cũng là, tao nói rồi, cái đó cũng là cái xu hướng thời đại, cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì thường người gọi là ghen ăn tức ở thôi. Thì hôm nay VinFast vừa lên đàn thì ở trên YouTube quá trời. Thí dụ như là ở nửa dòng trái đất TV này cũng y sell nè. VinFast ra mắt xe điện ở Mỹ khiến cả thế giới trầm trồ. Đó là của cái thằng nửa dòng trái đất. Cái gì đây nữa, của gì đây nè, Trịnh Quốc Thiên là của thằng Phong Nguyễn em tao. Thằng Phong Nguyễn ở Hoi Tampa, Florida thì lạ quá. Ngầu quá, Việt Nam không sản xuất được ốc quýt nhưng mà là sản xuất nguyên một cái cục sắt to đùng làm thế giới kinh ngạc. Nói chung là có những cái mà hết luôn, YouTube thì quá trời luôn đó, nó có những cái trên YouTube vậy thì mình mới biết là ở đây là nó cũng là thuộc cái dạng nói gì thì nói, Việt Nam mình lần đầu tiên mà triển lãm ô tô show lớn nhất thế giới tại Los Angeles là cũng là một cái tin rất là chấn động của thế giới. Trong khi đó là Nam Hàn, Đại Hàn, các cái Campuchia, Lào, Trung Quốc rồi kia đâu có được quyền đem vô đây đâu. Tựa như cái xe mà nó thẳng là ở khu vực này là cái khu vực thuộc về là lớn nhất thế giới mà. Những cái hãng xe danh tiếng của thế giới như là Porsche này, các cái đủ thứ thì mới vô. Và công nhận cái ông Vượng này, ê, báo cho mày biết nha mày, tình quan trọng. Mày biết Phạm Nhật Vượng không? Mày biết Phạm Nhật Vượng không? Trả lời tao nghe coi. Cười gì? Là tổng giám đốc của công ty VinGroup gì đó phải không? VinFast luôn phải không? Đồ mà trên ổng là dưới tao. Trời biết á. Trời biết thì lạng ngoạn là chết tao nghe. Ok, cười gì? Ok, thì bố xuống. Có gì đâu nói nữa. Không có tụi nó vô thì bố không có sung. Chứ lại khai bố không có gì. Nói chung vậy thôi, ok coi ha. Có dạ, ok, cảm ơn.